Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi mấy trò game giải trí nha các bạn. Ok, game đầu tiên mình chơi Tom Hero nha các bạn ơi. Cố gắng ăn mấy biểu sự kiện nữa. Kiếm mấy cái skin cho mèo anh Gala này. Ok, mình sẽ đi map. À, nó có sự kiện. Ok, mình sẽ đi sự kiện này. Chạy sự kiện luôn nha. Wow. Wow, mới vô chuyện nhanh đây. Yes. Chuyện nhanh cho nó máu. Chuyện nhanh cho hấp dẫn. Yes. Oh, yeah. Yeah. Rồi, có một bó bảo vệ rồi. Có một bảo vệ rồi. Yeah. Oh. Yeah. Ok, đây là hoàn thành xong nhiệm vụ thứ nhất. Wow. Quá nhiều mới nhiệm vụ thứ nhất là đã có hộp quà rồi. Quá cái nhiệm vụ sự kiện này đây ít thế. Đây mình tải mới cái này rồi. Rồi sự kiện bây giờ mình sẽ chiếu qua mấy mèo tôm để mình đeo. Yes. Ok, let's go. Thằng tóc nào. Sure. Yeah. Bây giờ múc mở cửa luôn. Yeah. Wow. Xoay đầu. Yeah. Oh. À, tên lửa, tên lửa. Tên lửa. Ui. Ui, cái gì vậy? Trời ơi, sao mình bấm nó hình lộn thế nhỉ? Lại. Cái đó nó sẽ nó lộn lộn xạ đó ha. Nó cứ lộn xạ này nè. Ok, mình vừa giải cứu xong các bạn mèo Angela của mình rồi. So. Yeah. Bay Oh, yeah.
Watch. Ok, rồi. Rồi ok, mình sẽ qua Zumania nha các bạn. Rồi, let's go. Zumania. Yeah, chị và rừng xanh. Yeah. Rồi, bắt đầu nào. Ôi, không ăn được cái đó rồi. Này này. Xét cái rìu cản đường mình ha. Xét cái rìu cản đường mình nè. Cho cú đá. Xin cú đá đây. Xin cú đá đây. Quá. Ôi. Ờ. Đã bị nó cho ăn rìu. Là mình quên đi chứ. Quên cho nó ăn rìu chứ. Phối hợp như vậy không có gì hết. Đấy, này đây có sự kiện gì hết. Ok, wow, nó xí giọt xíu rồi. Ui à, cái này nó màu xanh là tăng tốc, màu đỏ là nó giống là quay cản đường này. Rồi tiến lên. Yo, wow, wow, wow. Yo, wow, wow, wow. Hey, oh, yeah, let me. Đâu đi đâu? Cho mình gì đây nhỉ? Đi luôn. Yeah. 40 giây mình đã hoàn thành xong 40 giây các bạn ơi. Yeah. 40 giây trừ 3 giây trừ 5 giây. Yeah. Yeah. Đã hoàn thành xong. Mấy bài mấy giây à? Yeah. Đây. Ok, đâu lại nào. Rồi bây giờ map là sẽ đi vào rừng nha. Ok. Lần này chơi cẩn thận thôi nha. Nhân 2 rồi hả? Nhân 2 tiền cũng chẳng nhiều chứ. Này này. Này mấy anh cầm rìu là mình phải chài xuống mình đá. Chứ mình thì thẳng ấy là bị tóm đó rồi. À, mấy anh cầm rìu anh chỉ bắt đầu đấy. Anh ghê lắm. Wow, có hố kìa. Yeah. Đây đúng rừng xanh. Có hồ mèo. Hồ mèo nè. Hồ mèo luôn nè. Wow. Đi qua xuống thẳng nước à. Yeah. Wow. Wow. Mình xuống thẳng nước luôn. Ghê. Wow, con chim đại bàng. Bắn tên này, bắn tên này, bắn tên này, tên này. Wow, có hổ. Hổ. Yes. Này. Wow, leo lên núi luôn các bạn ơi.
Ủa, có mấy em bé này sắp lơ xuống kìa. Đúng. Rồi, ta đến chưa? Ok, ta đến rồi. Nhìn đây. Yeah. Rồi, đứng lại tên kia. Tên trộm. Tên trộm thì nhanh quá. À, có một bảo vệ rồi. Cái gì đây? Ở đó sao mình shoot vào hắn không được nhỉ? Rồi qua. Shoot nè. Shoot nè. Này. Wow. Thế là mình té ngoài kia rồi bạn. Ok, thì mình sẽ qua Tom Gold Run nha. Đây, mấy mèo tơ mày đang có sự kiện. Chạy kiếm sự kiện. Chạy nhanh vào cái. Ok, mình sẽ lấy sắc ướp tôm đi. Let's go. Ăn đắp luôn. Wow. Ui ui ui. Lắc lắc rồi. Mấy lần lắc rồi à. Chạy nhanh quá nhanh mấy lắc luôn. Yeah. Này giống đường hầm ở ngoài không gian đó nhỉ. Có tên lửa đó kìa. Đường hầm không gian à. Càng nhân 2 vô đã. Cơm ngon trên cái xe cục kít đi. Ngon cục kít chạy tàu đó. Wow, có em ngủ. Rồi, em tới một bao hiếp rồi. Không sợ gì nữa. Chạy thôi. Yeah.
tierra. Bro, mejor linda, bro. Tiempo de hacer fuego. Wow, ya estoy tiene hecho huevo, ya. Yeah. Wow. Yeah. Uy. Wow, se quedan bailando lo de la venta. Se quedan la mano bailando ahí de donde la venta. Se quedan aquí todo el mercado, eh. Yo fui yo, guay, yeah. No, yeah. Da tu lado, 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 rồi có cái mão rồi không sợ nữa. Ui lá mình cúi xuống là nó vẫn mất mão thôi, cúi chết thử rồi. Rồi, qua đường hầm bây giờ về mắt đây. À, phải là chợt quén. Chợt quén này, chú bay vô. Ui dạ. Thế cái đầu vậy chứ nhỉ? Ui, quá hơn đấy. Gì vậy? Hoa nhiều hơn thì bài thằng hoa nhiều. Yeah. Wow. Wow. Rồi. Mỗi lần một con 500 rồi. Yeah. Rồi nó tụi bay bay chú. Wow, bay bay. Wow, bay cao quá. Rồi hốt tiêu luôn, hốt vô. Vô. Yeah.
Wow. Vàng quá trời vàng. Mình giàu to nữa các bạn ơi. Các bạn xem video chăm xin một like nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Like video đi các bạn ơi. Các bạn like video là một đồng động lực giúp cho mình nữa. Cảm ơn các bạn ơi. Yeah. Mấy video mình làm ít like quá. Mình xem cũng có nhưng mà ít like nữa. Chưa có ăn một chút. Vậy xem nhớ like video cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hồi còn đường hầm nữa. Quá là chuyển qua mặt tiếp rồi. Quá hàng tiếp. Cá mũ rồi. Wow, không có mũ rồi. Vừa tiếp đường hầm luôn. Nãy giờ chạy chưa thấy tới con chùm ta. Con chùm gấu mèo mất hay. Hình như cái này chạy trong sự kiện nó không có gặp con chùm thì phải. Thì bây giờ khá lâu rồi chưa thấy được gặp tên gấu mèo chùm. Xong tiếng rồi mình mở cái bài 200 cây bông hoa cho mấy người xem nè. Mình nó có ra được cái skin tướng nào. Ui. Cái gì lúc kia mở ấy là không được. Rồi, cái máu. Mở như thế. Bộ hiếm quá trời. Yeah.
lại ra mắt mình chạy ra đường rồi. Ui wow. Cái cuộc sống sống dai quá, khó chết đó các bạn ơi, sống dai quá dai. Ui ôi mình bấm lố rồi. Ok mình ra mưa với một hồi thử có gì nha. 200 mình được bay cho mấy ngoài một hồi nè, mở hết luôn rồi. Hy vọng là sẽ có skin tướng nha bạn ơi. Cái đi 1 2 3 4 5 6 mở cái đó là bạn ơi, mình mở cái đi. Wow không có, trời ơi cái này. Ok mình sẽ mở tiếp. Mở hết luôn. Có sự kiện tướng này nào. Mở cái đây đi. Trời ơi không có. Trời ơi ok. Không được. Trời ơi dụ mình quá dụ. Bây giờ mình sẽ lội cái đây như cái đây. Trong 4 cái đây lấy cái nào. 4 cái đây lấy cái nào để các bạn ơi. Cái đây này. Ô cũng được. Ôi trời ơi, nó dụ mình hay sao ơi. Mở về đây không có được skin tướng nào luôn. Ok vậy thôi, video của mình đến đây cũng xin hết nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nha. Các bạn hãy nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha các bạn ơi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye nha. Bye bye.